Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cách nạp con heo để cho vào bát chè nhé. Nguyên liệu gồm: đầu tiên chúng ta phải có cái khuôn. Khuôn này khuôn bằng silicone các bạn nhé. Mình mới đặt mua ở trên Shopee 3 con heo. Rất là mềm. Sờ mềm lắm các bạn. Các bạn đặt trên Shopee có, hoặc là trên Facebook, mình thấy ở trên Facebook cũng nhiều bạn cũng bán con khuôn con heo silicone này. Và nước đậu lành, chúng ta cần dùng 1 lít nước đậu lành nhé. Nước đậu lành các bạn có thể ngâm qua đêm và xay để chúng ta lấy nước đậu, nó sẽ ngon hơn và nó đậm hơn, nó ngậy hơn, béo hơn. Còn nếu bạn nào không xay được thì chúng ta có thể ra ngoài hàng bán đậu, chúng ta mua 1 lít nước đậu về. Đây là cái Quy Vinh này, chúng ta sẽ lấy 30ml. Các bạn có thể mua trên Shopee nhé. Các bạn lên Shopee có thể gõ ra Quy Vinh là nó sẽ ra đường kính trắng các bạn nhé. Đường kính mà chúng ta hay ăn thường xuyên ấy. Và bột rau câu rẻ, các bạn ra hàng bán đồ khô ấy, họ bán nhiều cái này đó, chuyên để nấu thạch mới làm thạch ấy. Các bạn ra hàng cũng mua rất nhiều. Bột béo B1 dạ 20g, sữa tươi, các bạn thích uống đường hay không đường tùy hậu vị nhá. Sữa tươi 100ml, nước lọc là chúng ta lấy 440ml nhé. Đầu tiên các bạn lấy 440ml nước nhé. Chúng ta lấy bột rau câu, chúng ta cho vào nước mẹ, vừa cho vừa khuấy đều lên. Chúng ta khuấy liền tay nhé, để cho bột rau câu nó không bị bón cục. Và chúng ta đổ từ từ thôi, đừng có bạn nào đổ ụp cả cái cốc vào nhé, nó sẽ bị bón cục đấy. Chúng ta ngâm 30 phút để cho rau câu nó nở ra. Các bạn lấy 1 lít sữa đậu đành, các bạn đổ lần lượt các nguyên liệu vào nhau nhé. Các bạn trộn tất cả các nguyên liệu hỗn hợp vào với nhau. Chúng ta đổ đường nhé. Bạn nào sợ ngọt quá thì các bạn có thể vớt đường lại. Chúng ta đổ sữa tươi vào. Whipping nhé. Chúng ta vừa đổ vừa khuấy đều vào, để cho nó tan luôn các nguyên liệu hỗn hợp với nhau. Bột B1, bột béo. Chúng ta bật bếp lên. Chúng ta bật lửa nhỏ nhất để chúng ta đổ cái rau câu vào cho tới khi cháy. Sau đó chúng ta bật lửa to. Các bạn đun tầm 3 đến 5 phút. Sôi rồi các bạn cứ đun nhé. Sôi rồi các bạn đun nhỏ lửa lại và khuấy đến 3 phút đến 5 phút. Sôi rồi đấy, các bạn nhìn thấy sôi rồi, các bạn tầm 3 phút đấy. Các bạn đổ cái sữa đậu lành vào nhé. Các bạn đổ từ từ luôn, vừa đổ vừa khuấy đều tay. Công chuẩn tiểu lượng là chúng ta làm heo nó sẽ không được đông và không được thành đâu nhé. Các bạn thấy nó nhớt nhớt như này, tại vì cái mình vừa đổ nước đậu vào nó lạnh, nó gập nó sẽ thành nhớt nhớt này. Các bạn cứ đun từ từ nóng là nó sẽ tự tan chảy ra nhé. Các bạn khuấy nhẹ thôi, vừa khuấy đều tay, khuấy nhẹ thôi nhé.
đun sôi tầm 90 độ thì các bạn tắt bếp. Các bạn không được đun nó trào bồng ra bếp nhé, mà cũng không được để cho nó sôi. Các bạn như này là được rồi nhé, thấy bốc hơi rồi các bạn tắt bếp đi nhé. Để có được cái bột tạo màu cho con heo sinh động và nó đẹp hơn thì các bạn mua hạt dành dành ấy, mình thấy trên hạt dành dành mình thấy trên mạng bán rất là nhiều, hoặc các bạn lên Shopee đặt mua có mấy chục nghìn một gói thôi. Chúng ta tạo màu vàng nhé, cái một hạt dành dành này mình tạo màu vàng, còn bạn nào thích đậm hơn thì nó sẽ ra màu cam. Còn đây là hoa đậu biếc, hoa đậu biếc mình cũng đặt mua ở trên Shopee, mình lấy tầm 10 bông, xong đó chúng ta ngâm với một ít nước nóng, chúng ta đổ nước nóng đun sôi vào. Các bạn lấy cái một cái xo nước, xong rồi xo nước chúng ta lấy màu nhé, các bạn lấy màu ra. Và các bạn lấy một ít nước, lại lấy ít nước đậu nhé, đổ vào đây để chúng ta pha màu. Đây các bạn nhìn thấy chưa, chúng ta pha màu nhé và chúng ta đun sôi nước nhé. Để chúng ta đặt cái bát này để chúng ta để cho cái bột rau khô nó không bị đông nặng. Màu này cũng thế các bạn nhé. Đây, các bạn mà không để vào nước nóng mình ngâm cách thủy là nó sẽ bị đông lại, cái rau khô mình rất là nhanh đông. Các bạn lấy nồi nước, chúng ta cho cái này vào nhé, chúng ta gọi là cấp cách thủy để mình giữ được cái rau khô nó không bị đông. Ta bưng bếp bé nhé, chàng đổ dày quá. Các bạn thấy khô rồi thì các bạn mới được chuyển sang cái mắt hoặc cái mồm nhé. Các bạn thấy nó rất khô rất là nhanh nhé, các bạn chuyển sang cái khác. Các bạn nhớ là đừng đổ dày quá nhé. Các bạn lấy màu, các màu mũi mắt tai rồi thì chúng ta đổ lớp màu trắng lên nhé. Các bạn cứ đổ lần lượt như thế cho đến hết nhé. Các bạn đổ khuôn con heo rồi, các bạn nhớ để cho nguội hẳn rồi các bạn để vào ngăn mát tủ lạnh tầm 10 phút nhé. Thì chúng ta bỏ cái con heo ra khỏi khuôn nó mới dễ dàng. Ba con heo mình bỏ từ trong tủ lạnh ra các bạn nhé. Các bạn chỉ cần đợi 10 phút là có thể mình lấy heo ra được rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy con heo ra từ khuôn silicon nhé. Đầu tiên các bạn phải tách cái riêng mép của cái con heo này này, để cho nó nong cái phần miệng của khuôn nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách úp con heo xuống để làm sao con heo lấy được từ khuôn silicon ra nhé. Các bạn cầm lấy con heo, chúng ta lấy cái đĩa úp con heo xuống. Các bạn đã nhìn thấy hình con heo chưa? Các bạn úp xuống này, xong các bạn cầm cái hai cái viền mép ở trên, họ có cái để cho mình cầm cái tay để lấy con heo ra cho nó dễ dàng. Các bạn bóp là nó tự rơi xuống nhé. Đấy. Các bạn nhìn thấy mình lấy con heo dễ không? Rất là dễ nhá.
Đấy là mình lấy xong ba con heo rồi. Các bạn nhìn thấy xinh và dễ thương không ạ? Đảm bảo với các bạn là các bạn với các mẹ làm cho con mình rất là thích nhé. Các bạn nhìn thấy ba con heo mình xinh chưa? Núng na núng nính chưa? Rất nhìn rất là thích và đáng yêu nhé. Chúc các bạn thành công. Nhớ like, đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.